cô Victoria và con chó có tên là Marky của cô đang chuẩn bị để đi tìm một người mất tích trong khu rừng này. Cả hai đến địa điểm nơi người đàn ông được trông thấy lần cuối. Cô Victoria ra lệnh cho chú chó Marky đi tìm. Con chó đánh hơi người mất tích và tìm được ông trong vòng 15 phút. Sau đó Marky ra dấu là đã hoàn tất nhiệm vụ. Nếu tình huống này thực sự xảy ra, thì đã có cảnh sát đi theo chủ và chó. Nhưng đây là giai đoạn cuối của một lớp huấn luyện được Hiệp hội Chó Tìm và Cứu Nạn Virginia tổ chức. Người và chó đều tình nguyện. Chó được huấn luyện để phục vụ trong nhiều môi trường và nhiều điều kiện khác nhau. We also search water. So we can look for people who have drowned. Một số chó của chúng tôi có thể tìm được người đã chết đuối. Một số toán tình nguyện của chúng tôi là thành viên của các toán quốc gia và được gọi đi thi hành nhiệm vụ trong các thiên tai như trận động đất tại Haiti. Một số thành viên của chúng tôi đã đến Louisiana trong trận bão Katrina. Trước tiên, Hiệp hội quyết định xem con chó có những đặc tính cần thiết hay không. Trông thì giống như một trò chơi, nhưng thực ra con chó giống Labrador này đang được thử xem nó có năng động và làm việc được với người khác hơn là chủ hay không. Những giống chó này nổi tiếng về sự lanh lợi và tính độc lập. Tiến trình huấn luyện được dựa trên bản năng tự nhiên và đặc tính của chú chó. Còn Seamus, 2 tuổi, đang trong giai đoạn đầu của chương trình huấn luyện. Đây là một trò chơi cút bắt với người huấn luyện. Cô Megan, chủ con Seamus, ra lệnh cho Seamus đi tìm người. Seamus trở lại và dẫn cô Megan đến nơi ẩn núp của huấn luyện viên đang đi trốn. Con chó được thưởng mỗi lần hoàn tất việc tìm kiếm. Chó làm việc là để được thưởng. Khi nó tìm được người và chó chúng ta biết là đã tìm ra người đó, thì chó mới được chơi. Một số chó tìm kiếm để được ăn. Do đó khi tìm người, thực ra chó đi tìm thức ăn do người huấn luyện thưởng cho một khi nó đã làm xong nhiệm vụ. Trong các giai đoạn kế tiếp, chó được huấn luyện làm sao tìm ra người bằng khứu giác, chứ không phải bằng mắt thấy. Dần dà ta tiến tới giai đoạn là khi đã có người ở trong rừng, chỉ cần ra lệnh tìm là chó bắt đầu đi tìm. Toàn bộ chương trình huấn luyện mất khoảng từ 2 đến 3 năm. Chú chó cũng được huấn luyện để có thể định hướng trên bộ và phương pháp cấp cứu. Cô Jennifer và con chó Grom vừa hoàn tất lớp huấn luyện. Hiện cả hai còn phải vượt qua một loạt cuộc kiểm nghiệm gay go trước khi sẵn sàng để thi hành một nhiệm vụ thực sự. Tôi biết là con Grom đã sẵn sàng vượt qua cuộc thi, nhưng tôi thì có thể bị lạc trong rừng và thất bại vì tôi chưa bao giờ thi vào ban đêm. Chó thực sự học nhanh hơn người. Hiệp hội Chó Tìm và Cứu Nạn Virginia có 12 con chó và 10 người điều khiển, hội đủ tiêu chuẩn để làm việc. Theo Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang, có tất cả 225 con chó trên toàn nước Mỹ có thể sử dụng được khi tai họa xảy ra. Những người tình nguyện nói họ tình nguyện là vì họ thích chó và muốn phục vụ cộng đồng. Máy móc không thể bao phủ một vùng đất rộng lớn. Và vệ tinh không thể thấy được tất cả những gì ở đây. Nếu bị lạc, bạn có thể được chó tìm ra dù bị kẹt dưới một khúc cây. Khứu giác của chó thấy được những gì mà chúng ta không thấy. Loài vật này tìm được người nhanh hơn bất kỳ máy móc nào. Và điều quan trọng hơn cả là chó thích làm việc này. Đối với con chó thì đây là một trò chơi đầy thích thú. Show me!